Kính chào quý vị, Nhật Trường và Hoàng Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự ngày mới. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Trước khi bắt đầu chương trình, kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả. Thưa quý vị, sạt lở đất vẫn đang là câu chuyện nóng, đã và đang gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều khu vực trên cả nước, nhất là các tỉnh miền Trung. Điều đáng nói là tình trạng sạt lở đất đang gia tăng cả về tần suất, quy mô cũng như là mức độ thiệt hại. Vì thế, việc cảnh báo sớm thông qua bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở được trông chờ như là một giải pháp quan trọng. Thế nhưng đến nay, việc lập bản đồ phân vùng nguy cơ để cảnh báo sạt lở hầu như không phát huy, thậm chí là không thể áp dụng vào thực tế. Nguyên nhân là do đâu? Gọi cửa ngày mới hôm nay sẽ phân tích. Thưa quý vị, theo báo cáo từ ngành chức năng thì có đến 85% bệnh nhân phục hồi từ 50% đến gần như hoàn toàn các chức năng của cơ thể sau một quá trình tập vật lý trị liệu. Nghĩa là phương pháp vật lý trị liệu giúp phục hồi chức năng cực kỳ hiệu quả, nhất là đối với những người sau khi bị bệnh về tai biến mạch máu não, gãy xương tay, xương chân sau phẫu thuật và một số bệnh lý liên quan đến thần kinh khác. Tuy nhiên, để có được một kết quả tối ưu thì quan trọng là người bệnh phải kiên trì và nỗ lực. Điều này thì không phải ai cũng có thể làm được. Và vì thế, chia sẻ ngày mới hôm nay, chúng tôi muốn góp thêm động lực để những ai đang nản lòng sẽ có thêm động lực và tự tin hơn trên hành trình phục hồi chức năng của mình sau khi điều trị bệnh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần cuối chương trình. Và thưa quý vị, trước khi tìm hiểu những thông tin này thì chúng ta cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn. Nêu cao trách nhiệm trong đổi mới sách giáo khoa. Họp báo hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 19. Mở đầu vòng quay 24 giờ hôm nay là thông tin về ngày thứ hai Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với các thành viên chính phủ về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục, cải cách hành chính. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến chiến lược giống cây trồng vật nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả heo châu Phi. Trong các nhóm giải pháp thì ngoài cái việc xây trục cái sản phẩm theo hướng, một là khai thác tốt cái tính thích ứng, những cái sản phẩm gì mà thích ứng thì chúng ta sẽ mở rộng. Cái thứ hai nữa là dựa vào quy luật thị trường, thì dưới sự chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi đã có được những cái chương trình cụ thể đang phối hợp với các tỉnh, các doanh nghiệp và đặc biệt với bà con nông dân. Rất nhiều bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long cũng trở thành nhà chọn giống cho tốt để chúng ta cố gắng có được bộ giống cho ba cái nhóm nông sản chủ lực: thủy sản, trái cây và lúa gạo, thích ứng trước tác động biến đổi khí hậu và yếu tố thượng nguồn cũng như yếu tố nội tại của chúng ta. Liên quan đến việc dịch tả heo châu Phi tác động đến nguồn cung, gây ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng của người dân, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tiến độ nghiên cứu vaccine. Chúng ta đã sản xuất được một số lô vaccine các loại khác nhau, trong đó có lô vaccine vô hoạt và lô vaccine nhược độc, bước đầu thử nghiệm ở quy mô hẹp cho kết quả khả quan. Các nhà khoa học đang hoàn thiện quy trình công nghệ để sản xuất vaccine thử nghiệm ở quy mô lớn hơn thời gian tới. Người đứng đầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết, dự kiến quý 3 năm 2021, Việt Nam sẽ có vaccine dịch tả heo châu Phi. Vấn đề cải cách bộ máy, lộ trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới cắt giảm thủ tục hành chính được nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và một số bộ ngành liên quan khi thực hiện cắt giảm cải cách thủ tục hành chính. Giờ chỗ này lại phát sinh chỗ khác. Và cái việc bỏ sót các cái điều kiện kinh doanh, đặc biệt là cái thủ tục trong một số văn bản quy phạm pháp luật là một thực tế và chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải quyết. Các điều kiện kinh doanh này lại chuyển sang thành tiêu chuẩn và quy chuẩn, từ đó vẫn là cái rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp và dân. Thế và trong cái chỉ đạo thủ tướng là đang tiếp tục để rà soát lại bằng cái việc ý, là trước hết ý, là chúng ta phải kiểm soát ngay từ cái khâu dự thảo và nâng cao chất lượng của cơ quan thẩm tra, đấy là cái quan trọng. Thứ hai nữa là phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa trong cái việc để các doanh nghiệp giám sát, người dân giám sát và thực hiện cái quy trình. Quan trọng là phải thực hiện được cái quy trình về thủ tục hành chính, làm sao nó thực sự là nó cắt giảm những cái gì chi phí cho người doanh nghiệp. Và thứ ba nữa là tiếp tục đổi mới cái lề lối phương thức làm việc và xử lý hồ sơ trên điện tử theo cái nghị định 45.
Liên quan tới việc khi nào ban hành luật hành chính công của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời, làm rõ vấn đề đại biểu đặt ra. Ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã trao đổi thống nhất thì thấy rằng chưa thể ban hành luật này vì các lý do sau đây. Thứ nhất, các quy định về hành chính công đều đã được quy định trong từng dự án luật. Trong hệ thống pháp luật của chúng ta đều có các cái quy định thủ tục hành chính công. Cái thứ hai, trong cái dự thảo luật mà đại biểu trình bày đó, thì đã chuẩn bị thì chưa rõ đối tượng, phạm vi và nội hàm. Và vì thế chưa thể ban hành được, chưa thể trình Quốc hội. Tuy nhiên đó, thì Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự kiên trì. Và lúc đầu chúng tôi đã tổ chức bố trí đầy đủ điều kiện để cho ban soạn thảo nghiên cứu làm việc. Tuy nhiên vì những cái lý do trên cho tới nay chưa trình Quốc hội được. Xin cảm ơn đại biểu. Trong phiên làm việc buổi chiều 9 tháng 11, trả lời câu hỏi của đại biểu về vấn đề tự chủ đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Việt Nam đã thực hiện tự chủ đại học nhưng mới được một số bước, vừa qua đã có kết quả rất tốt nhưng còn phải thực hiện tiếp tục. Phó Thủ tướng cho biết đối với tự chủ đại học có 5 điểm mang tính nguyên tắc trên toàn thế giới và một điểm cũng có tính nguyên tắc cho Việt Nam và một số nước có hoàn cảnh tương tự. Nhất là đại học thì không chỉ là nơi phải làm ra tri thức mà là nơi làm việc và sinh hoạt của tri thức là có mặt bằng nhận thức cao hơn xã hội bình thường. Cho nên cả thế giới coi rằng đại học phải xây dựng một mô hình quản trị tiên tiến để từ đó lan tỏa ra toàn xã hội, đảm bảo tính dân chủ, tính sáng tạo, tính khoa học. Nguyên tắc thứ hai là đã tự chủ thì luôn luôn phải gắn liền với trách nhiệm giải trình. Mọi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học phải được thực hiện theo pháp luật đã đành nhưng phải theo những quy chế công khai để toàn xã hội giám sát rất chi tiết. Thứ ba là tự chủ đại học thì không có nghĩa là nhà nước không đầu tư tiền nữa. Ở tất cả các nước, các trường đại học tự chủ nhà nước vẫn phải tiếp tục đầu tư, không chỉ là để đặt hàng đào tạo hay cấp học bổng mà còn cả xây dựng cơ sở vật chất. Thứ tư là tự chủ đại học không có nghĩa là không có quản lý, mà phải quản lý theo pháp luật, và không chỉ pháp luật về giáo dục mà pháp luật nói chung về tất cả các mặt. Phó Thủ tướng cho rằng thực hiện tự chủ nhưng phải có cơ chế để đảm bảo các đối tượng như người nghèo, người khuyết tật hay một số đối tượng đặc thù không bị giảm bớt cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, nhất là đại học chất lượng cao. Việc này Việt Nam chú trọng hơn các nước. Về vấn đề của trường Đại học Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng cho biết đã trao đổi thẳng thắn với Bộ Tư pháp và tinh thần là chính phủ rất công minh, ủng hộ tự chủ, tạo điều kiện cho trường phát triển. Thưa quý vị, mặc dù trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về vấn đề sách giáo khoa năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm về việc để dư luận bức xúc về một số điểm chưa phù hợp trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Sau đây là ghi nhận ý kiến của một số đại biểu bên lề hành lang Quốc hội. Mặc dù chương trình là pháp lệnh, còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo và có tới 5 bộ sách, tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc để xảy ra lỗi ở sách tiếng Việt lớp 1 rất đáng trách. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là những người tham gia vào công tác biên soạn cái bộ sách này cần phải kiểm điểm một cách nghiêm túc và không để tái diễn cho những bộ sách tiếp theo của các lớp tiếp theo. Và điều đó đương nhiên là mất niềm tin của người dân. Các đại biểu cũng nhận định đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là cần thiết, xã hội hóa là chủ trương đúng đắn. Vì vậy, từng cá nhân tổ chức có liên quan đều phải nêu cao trách nhiệm của mình để việc triển khai không còn lúng túng. Trách nhiệm hội đồng rất lớn, trách nhiệm của cả hội đồng, trách nhiệm của từng thành viên hội đồng. Không chỉ là vấn đề phát hiện ra các cái lỗi sai để yêu cầu các tác giả sửa, mà hội đồng phải phát huy cái quyền của mình để làm sao mà yêu cầu của hội đồng phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Quy định của luật thì cũng đã rõ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phải chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là qua cái trường hợp cụ thể này thì ngay cả cái những cái hướng dẫn việc biên soạn sách giáo khoa như thế nào
cũng có thể là hướng dẫn kỹ lưỡng hơn, nêu yêu cầu cụ thể hơn. Giáo dục là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Do đó, các đại biểu cho rằng việc đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình, phương thức giảng dạy, mà phải hướng tới các giá trị văn hóa, nhân văn, nền tảng tri thức bền vững. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11. Đây là chuỗi hội nghị đỉnh cao của năm, một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN. Thông tin về hội nghị này, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện trong khuôn khổ hội nghị dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã thông tin cụ thể về chương trình và kế hoạch hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, trong đó lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi khâu chuẩn bị đã được hoàn tất. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai tích cực, thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới sự kết nối của các nước ASEAN trong việc phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống người dân sau dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết. Thì các nhà lãnh đạo ASEAN đã quyết định thành lập, đã cử ra cái hội đồng điều phối ASEAN để phụ trách vấn đề phòng chống COVID. Và hội đồng điều phối ASEAN là gồm các bộ trưởng ngoại giao của các nước thì đã thành lập ngay một cái nhóm công tác của hội đồng điều phối chuyên về các vấn đề y tế khẩn cấp. Thì đây là trung tâm điều phối, và trên thực tế chiều nay thì chúng tôi vừa họp đến phiên họp thứ 5 của cái nhóm công tác này. Về kỳ vọng, đối với việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thông tin. Thế và hiện nay thì các nước tham gia đàm phán đang hoàn tất các thủ tục nội bộ để có thể ký kết. Và nếu như là các cái thủ tục nội bộ của các nước, của tất cả các nước liên quan được hoàn tất kịp thời thì lễ ký sẽ diễn ra trong ngày 15 tháng 11. Thì việc ký kết được cái hiệp định RCEP này nó sẽ tạo nên một cái sức bật mới, một cái cú ích mới cho cái sự phát triển về thương mại ở trong khu vực, đặc biệt là giữa các nước tham gia ký kết ở khu vực. Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết hình ảnh về các hội nghị sẽ được cung cấp miễn phí cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Chuyển sang những thông tin về hoạt động của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, các huyện Long Điền, Xuyên Mộc nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các địa phương về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ đại biểu, kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, cử tri các địa phương đã phát biểu ý kiến, kiến nghị một số vấn đề cử tri quan tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 2 do ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cử tri phường 10 thành phố Vũng Tàu phản ánh tình trạng xây nhà trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp. Tình trạng ngập nước tại các hẻm diễn ra thường xuyên, tình trạng quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tình trạng vựa phế liệu, đốt phế liệu gây ô nhiễm môi trường, hệ thống chiếu sáng tại các hẻm còn thiếu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Gặp mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 10, cử tri xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc đề nghị ngành chức năng đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước để tránh tình trạng ngập sâu khi mưa lớn kéo dài, giám sát công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ một cách không tự nguyện khi làm hồ sơ vay vốn tại một số ngân hàng. Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với 100 cử tri xã An Ngãi, huyện Long Điền. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đồng tình và thống nhất cao với những nội dung báo cáo và những kết quả đạt được của tỉnh, huyện trong 10 tháng của năm 2020. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị địa phương bê tông hóa một số tuyến đường hẻm trên địa bàn xã và đầu tư hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng tại một số tuyến đường còn thiếu. Cử tri cũng phản ánh một số khu phố vẫn còn tình trạng dây điện chằng chịt, gây nguy hiểm nên cần sớm khắc phục.
tiếp xúc với cử tri hai xã Hòa Long và Long Phước, tổ đại biểu số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh lại nội dung nghị quyết quy định số lượng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu phố ấp cho sát với thực tế các địa phương. Điều chỉnh giá hỗ trợ hoa màu, cây trái khi bị thiệt hại do thiên tai, chấn chỉnh tình trạng quy hoạch treo, sớm sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông bị hư hỏng xuống cấp. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 4 đã tiếp xúc với cử tri hai phường Long Toàn và Long Tâm. Tại đây, cử tri hai phường phản ánh kiến nghị một số vấn đề như việc thi công hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thành phố còn chậm, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Công tác hỗ trợ tiền cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 còn chậm. Cử tri cũng phản ánh việc trao huân chương của Chủ tịch nước cho người làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Chỉ có bằng khen, huân chương nhưng không có tiền thưởng. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo sở ngành của tỉnh và địa phương trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị phản ánh còn lại sẽ được các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp để trao đổi thảo luận chất vấn tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Nối tiếp chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong các năm gần đây thì virus sởi tiếp tục lưu hành, dịch sởi quy mô lớn tái diễn với chu kỳ 3-4 năm một lần sau thời điểm triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi và xuất hiện ở nhóm trẻ nhỏ không thuộc đối tượng đã tiêm vaccine trong chiến dịch. Để ngăn ngừa tình trạng này, tại Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Y tế vừa tổ chức cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho nhóm trẻ em sinh ra sau chiến dịch tại các vùng nguy cơ cao. Theo kế hoạch của Sở Y tế, tỉnh sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella tại 82 xã phường thị trấn của 8 huyện thị xã thành phố. Số lượng trẻ dự kiến tham gia chiến dịch này là gần 94.000 trẻ, từ 1 tới 5 tuổi. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết thời gian triển khai chiến dịch từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020. Ngành Y tế các địa phương sẽ tổ chức tiêm vét trong 2 ngày 16 và ngày 17 tháng 11. Nếu còn sót đối tượng thì sẽ tiếp tục tiêm vào ngày tiêm chủng thường xuyên tháng 11 năm 2020. Nhằm tạo sân chơi đổi mới hình thức hoạt động đội tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Hội đồng đội thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với hãng phim trẻ thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đến trường vui khỏe, em học điều hay. Tham gia vào chương trình, đội viên các trường tiểu học sẽ được xem chiếu phim giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và đồng thời thực hiện các clip có nội dung về giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe. Mở đầu chương trình thì hôm qua, 980 học sinh các trường tiểu học Long Sơn 1 và tiểu học Long Sơn 2 tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được xem phim. Buổi chiếu phim Đến trường vui khỏe, em học điều hay diễn ra sau buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần của hai trường tiểu học Long Sơn 1 và tiểu học Long Sơn 2. Tại mỗi trường, chương trình chiếu phim diễn ra trong 3 lượt, mỗi lượt 45 phút với 150 đến 175 học sinh. Các phim có nội dung ôn lại kiến thức lịch sử, giáo dục kỹ năng sống về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, phòng chống bạo lực học đường. Các phim này do hãng phim trẻ thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Chương trình chiếu phim Đến trường vui khỏe, em học điều hay sẽ diễn ra tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từ nay đến giữa tháng 11. Nhiều nước phát hiện virus corona trong chuồng nuôi. Pháp khẳng định tôn trọng Hồi giáo. Thách thức của chính quyền mới Mỹ ở Trung Đông. Iran kêu gọi Mỹ ngừng gây sức ép kinh tế. Việt Nam là quốc gia đáng sống cho người nước ngoài. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết đã có 6 nước gồm Mỹ, Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha đã ghi nhận sự gia tăng ca nhiễm virus corona trong chuồng nuôi ở trang trại. Tuy đến thời điểm này chưa có cơ sở để khẳng định virus biến thể nhanh hơn nếu lây truyền ở động vật, rồi sau đó từ động vật lây sang người, song những phát hiện mới này vẫn gây quan ngại cho những nước chịu ảnh hưởng, nhất là khi cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 vẫn chưa đến hồi kết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang phối hợp với các văn phòng khu vực để tìm cách thức đảm bảo an toàn sinh học cũng như ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan tại những nước chăn nuôi chuồng.
WHO cũng khuyến cáo các ngành chăn nuôi khác như heo và gia cầm thực hiện biện pháp nghiêm ngặt để ngăn virus lây từ loài này sang loài khác. WHO đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm virus corona ở chồn đang gây ra quan ngại lớn tại Đan Mạch. Viện Serum Đan Mạch, cơ quan đối phó với các bệnh truyền nhiễm, đã phát hiện 214 người nhiễm các biến thể của virus corona từ chồn kể từ tháng 6 vừa qua. Có một biến thể trong số này đã buộc nhà chức trách Đan Mạch phải quyết định tiêu hủy toàn bộ số chồn trên cả nước. Đối với những người vô gia cư tại thành phố Valenciennes, miền Bắc nước Pháp, việc khám chữa bệnh là một nhu cầu xa xỉ. Thấu hiểu được sự khó khăn của họ thì đội ngũ y tế Rambo đã triển khai dịch vụ y tế miễn phí 3 lần trong một tuần đến thành phố này, cung cấp các dịch vụ y tế và cả thực phẩm miễn phí. Và đây là việc làm có ý nghĩa đối với cộng đồng vô gia cư, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng ở Valenciennes. Một chiếc xe cứu thương được trang bị những thiết bị y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe và cả các thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho người vô gia cư tại Pháp. 3 lần mỗi tuần, đội ngũ y tế tình nguyện này sẽ tới thành phố Valenciennes để khám cho những người nghèo tại đây. Đối với những người vô gia cư, ưu tiên hàng đầu là có đủ thức ăn, nước uống và nơi trú để tránh khỏi những nguy hiểm bên ngoài. Cũng chính bởi lý do đó mà tỷ lệ nhiễm bệnh tại đây rất cao. Chiếc xe cứu thương Rambo không chỉ mang đến cho người vô gia cư các dịch vụ về y tế, khám sức khỏe, mà các y tá và tình nguyện viên còn cung cấp cho người vô gia cư thực phẩm, nước uống, cùng trò chuyện, tâm sự và giúp người vô gia cư vượt qua khó khăn khi mùa đông sắp đến và dịch bệnh vẫn không ngừng lây lan. Tiếp tục là một thông tin đáng chú ý khác cũng tại Pháp. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Pháp vừa nhấn mạnh tới sự tôn trọng sâu sắc của nước này với Hồi giáo sau những bình luận gần đây của Tổng thống Emmanuel Macron làm bùng phát làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng Hồi giáo. Phát biểu họp báo chung với Ngài đồng cấp Ai Cập tại Cairo, Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Yves Le Drian khẳng định Pháp tôn trọng tín ngưỡng đạo Hồi và thông điệp này sẽ được ông chuyển tới Đại giáo sĩ Ahmed Entayeb, người đứng đầu Viện Hồi giáo Al-Azhar cao cấp nhất tại Ai Cập. Theo ông Le Drian, những gì Pháp đang đấu tranh là chống khủng bố và cũng là cuộc chiến vì sự tôn trọng tự do tín ngưỡng. Chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Pháp diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia Hồi giáo chỉ trích những tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron, sau khi nhà lãnh đạo Pháp bảo vệ quyền được xuất bản những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad, đều bị coi là cấm kỵ trong đạo Hồi. Giới chuyên gia nhận định chính quyền Mỹ dưới thời ông Joe Biden có thể tồn tại bất đồng với Israel trong vấn đề hòa bình Trung Đông, dù người dân một số quốc gia Ả Rập lại cho rằng lập trường của Mỹ trong khu vực có thể không thay đổi. Một số nhà phân tích chính trị cho biết chính sách dưới thời chính quyền mới tại Mỹ có thể là sự tiếp nối lập trường dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Bản thân ông Joe Biden từng nhắc tới sự can dự trở lại của Mỹ với thỏa thuận hạt nhân Iran. Bên cạnh đó, ông Biden có thể thể hiện sự phản đối các kế hoạch xây dựng khu tái định cư của Israel, gây bất đồng trong quan hệ Mỹ-Israel. Hiện Thủ tướng Israel đã chúc mừng chiến thắng của ông Biden và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh song phương. Trong khi đó, người dân các nước Ả Rập lại cho rằng chương trình nghị sự Trung Đông của Mỹ thời gian tới có thể không thay đổi do Washington đang đối mặt với nhiều thách thức đối ngoại phức tạp trong khu vực, từ xung đột Libya, Yemen tới quan hệ đồng minh với các quốc gia vùng vịnh cũng như ảnh hưởng của Iran. Bộ Ngoại giao Iran vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng gây sức ép kinh tế đối với nước này, đồng thời bù đắp những tổn thất mà Tehran đã phải gánh chịu do chiến dịch tạo áp lực tối đa của Washington đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ chính quyền Mỹ cần ngừng cuộc chiến kinh tế chống lại nước này, cũng như đền bù thiệt hại cho các biện pháp chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo trong quá khứ. Bộ này nhấn mạnh Tehran đang chờ đợi các bước đi thiết thực của Mỹ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani cũng đã kêu gọi chính phủ mới của Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran và các cường quốc thế giới. Ông Rouhani cho rằng chính quyền tiếp theo của Mỹ nên tận dụng cơ hội để thay đổi cách tiếp cận với Iran, đồng thời khẳng định Iran ủng hộ sự tương tác mang tính xây dựng với thế giới. Chính phủ Australia vừa công bố dự thảo luật cơ sở hạ tầng mạng quan trọng, tăng thêm quyền hạn cho các cơ quan an ninh quốc gia của nước này. Luật này nếu ban hành sẽ giúp Australia chủ động phá vỡ và đẩy lùi các cuộc tấn công mạng, vốn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và an ninh quốc gia. Mới đây, tạp chí du lịch của CNN đã bình chọn danh sách 10 quốc gia thân thiện nhất với người nước ngoài, và Việt Nam vinh dự nằm trong danh sách này. Cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam được bình chọn là nơi tốt nhất cho người nước ngoài tới sinh sống và làm việc. Thông tin thú vị này sẽ khép lại bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Tạp chí du lịch CNN đưa tin Việt Nam có một nền văn hóa đa sắc màu và người bản địa rất thân thiện, dễ mến. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính và thị trường chứng khoán, cũng như các dấu hiệu tích cực về cải thiện tiêu chuẩn sống, Việt Nam đang trở thành điểm đến sinh sống lý tưởng của người nước ngoài.
CNN cũng trích khảo sát nhiều người nước ngoài cho biết họ nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy như ở nhà khi tới Việt Nam. Ngoài ra, CNN cũng nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp. 10 quốc gia trong danh sách này hầu hết đều là các nước châu Âu, và châu Á chỉ có 2 quốc gia lọt vào danh sách là Việt Nam và Singapore. Vừa rồi là một thông tin thú vị về Việt Nam do tạp chí du lịch của CNN bình chọn. Tiếp tục chương trình ngày mới là phần cập nhật thông tin báo chí trong nước. Hôm nay những thông tin nổi bật nào được báo chí đăng tải? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thông tin được các báo đăng tải nhiều nhất trong ngày hôm nay đều liên quan đến cơn bão số 12 và công tác ứng phó với bão tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Báo Tuổi Trẻ thông tin vào sáng nay 10 tháng 11, bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía bắc tỉnh Khánh Hòa, có mưa từ 200 đến 400mm. Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão sẽ dẫn đến nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Và thưa quý vị, để ứng phó với bão số 12 thì hôm qua tỉnh Khánh Hòa sơ tán khoảng 23.350 người dân. Song song đó, lực lượng chức năng tỉnh này cũng kêu gọi tàu thuyền chủ động tránh trú bão. Và đây là thông tin được báo Thanh Niên ghi nhận. Ứng phó với bão số 12 thì báo Thanh Niên cho biết, tỉnh Khánh Hòa xác định có 174 vị trí có nguy cơ sạt lở, nên ngành chức năng sơ tán khoảng 23.350 người dân. Và bên cạnh đó, 110 điểm ngầm cầu tràn nguy hiểm được các địa phương chủ động bố trí lực lượng chốt chặn khi có mưa lũ lớn. Thưa quý vị, cũng theo thông tin trên báo Thanh Niên, tỉnh Ninh Thuận đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày hôm qua ngày 9 tháng 11 để ứng phó với cơn bão số 12. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các sở ngành địa phương cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển cho đến khi hết cơn bão số 12. Kêu gọi tất cả các tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú bão, sẵn sàng vận hành các công trình tiêu thoát nước khi có mưa lớn để bảo vệ sản xuất, đề phòng ngập úng ở khu đô thị. Tiêu điểm báo chí sáng nay tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Thưa quý vị, trong phiên chất vấn chiều qua, trả lời về tình trạng mua bán giấy tờ giả trên mạng và tình trạng giả mạo các trang website quảng bá các dịch vụ làm giấy tờ, chứng chỉ giả diễn ra công khai, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng đã đến lúc cần xử lý hình sự những người sử dụng giấy tờ, chứng chỉ giả, kể cả cán bộ công chức. Và thông tin này được báo Vietnamnet ghi nhận. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều tổ chức băng nhóm sản xuất đường dây làm giấy tờ giả, chứng chỉ giả có quy mô rất lớn, có vụ thu đến 1.500 mẫu dấu và công cụ máy móc phục vụ làm con dấu giả, giấy tờ giả. Và qua đấu tranh thì các đối tượng khai nhận là có thể thực hiện hầu hết công đoạn làm giấy tờ, chứng chỉ giả từ chế tạo phôi bằng, con dấu trên tài liệu. Về giải pháp thì báo Vietnamnet thông tin, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cơ quan chức năng và người dân về phương thức mua bán giấy tờ, tiến hành rà soát việc sử dụng các văn bằng, chứng chỉ giả và xử lý nghiêm. Thưa quý vị, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Thế nhưng văn hóa vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế chính trị. Đây là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức vừa được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Đóng góp vào văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đề nghị ban soạn thảo căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tình hình mới để viết lại phần nói về văn hóa. Ông Chức nhấn mạnh, quan điểm của Đảng về văn hóa hoàn toàn đúng đắn, có tính xuyên suốt các thời kỳ cách mạng Việt Nam. Vấn đề là giải pháp thực hiện có hiệu quả hay không mà thôi. Đổi mới cần cách nhìn mới, tư duy và hành động mới, nhưng không thể không bài bản và không có hệ thống. Thưa quý vị, mỗi năm Việt Nam chịu ảnh hưởng của hàng chục loại hình thiên tai gồm bão, lũ lụt, sạt lở đất, mưa đá, lốc xoáy, hạn hán. Và trong đó thiệt hại nặng nề nhất chủ yếu là do sạt lở đất. Đáng nói là loại hình thiên tai này lại đang có xu hướng gia tăng cả về tần suất, quy mô và mức độ thiệt hại. Để thấy rõ hơn về thực trạng này thì chúng ta cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Theo số liệu thống kê trước năm 2000, bình quân mỗi năm nước ta xảy ra 7 trận lũ quét, sạt lở đất. Từ năm 2000 đến nay, số vụ lũ quét, sạt lở đất đã tăng lên tới 15 trận một năm. Trong khoảng gần 20 năm qua, khu vực miền núi xảy ra trên 300 trận lũ quét, sạt lở đất với quy mô và phạm vi ngày càng lớn. Tháng 10 năm nay là minh chứng rõ nhất
cho thấy sự gia tăng quy mô và mức độ thiệt hại do sạt lở đất. Với 4 trận sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, khiến gần 200 người thiệt mạng và mất tích. Các chuyên gia đánh giá chưa bao giờ yếu tố dị thường của thiên tai lại xảy ra với tần suất dày đặc như năm nay. Kết quả điều tra khảo sát địa chất đã xác minh được tới 15.000 điểm trên 21 tỉnh thành từng xảy ra các tai biến địa chất. Trong đó có 13.233 điểm sạt lở đất đá. Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh báo động về tình trạng sạt lở đất ngày càng gia tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là khu vực miền Trung. Câu chuyện sạt lở đất càng nóng khi mà thông tin về thiên tai mưa lũ vẫn có chiều hướng tiếp diễn phức tạp tại nước ta trong tháng 11 này. Thưa quý vị, tương ứng với số điểm nguy cơ sạt lở thì có tới 13.246 hộ dân đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn. Việc di dời hàng chục ngàn hộ dân vẫn là bài toán khó. Vì thế, việc cảnh báo sớm thông qua bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở được trông chờ như là một giải pháp quan trọng. Thế nhưng đến nay, đề án xây dựng bản đồ vẫn còn chậm, thiếu chi tiết và việc chuyển giao sử dụng bản đồ cũng còn nhiều bất cập. Đây là bản đồ hiện trạng sạt lở đất đã từng xảy ra ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, chứ không phải là bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở. Ký hiệu màu đỏ dày đặc cho thấy số vụ sạt lở đất từng xảy ra ở nhiều vị trí, trong đó có cả xã Trà Đen, nơi vừa xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng trong tháng 10 vừa qua. Vậy nhưng đến nay, tỉnh Quảng Nam chưa có được bản đồ phân vùng những nơi có nguy cơ sạt lở để cảnh báo người dân. Trong khi đó, đề án xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện từ năm 2012 đến nay mới hoàn thành được cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Nói tóm lại là trong vòng từ 2012 cho đến nay thì làm được khoảng 50% cái khối lượng công việc của toàn đề án là nó hơi chậm. Cái lý do chính thì có lẽ là do vấn đề kinh phí. Ngay cả với những tỉnh đã có bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ thì cũng rất khó áp dụng cho thực tế. Cụ thể, bản đồ này được làm với tỷ lệ 1/50.000, tức là diện cảnh báo rất rộng đến huyện, thành phố, thuộc tỉnh, thị xã, chứ chưa chi tiết đến từng địa điểm dân cư. Chẳng hạn như tỉnh Lai Châu, theo như bản đồ này cảnh báo thì cả tỉnh có nguy cơ sạt lở đất và việc di dời cả tỉnh là không thể. Muốn giải quyết được cái câu chuyện này thì nó còn cả một cái bài toán về kinh tế và xã hội, chứ chúng ta không thuần túy là mỗi cái vấn đề yếu tố tự nhiên. Tôi nói ví dụ như vừa rồi chúng ta di dân của mấy cái tái định cư thủy Sơn Hà thì có thể nói là một suất đầu tư cho một hộ là đến tỷ 2, tỷ 3. Thế mà câu chuyện bây giờ di cả tỉnh, thì bây giờ di thì tôi nói ví dụ như Lai Châu hoặc là cái Bát Sát rồi là Sapa, Lào Cai thì bây giờ di thì di đâu, di thế nào? Cái bản đồ này thì là như tôi vừa mới trình bày ấy, là nó cảnh báo một cái nguy cơ trên một cái diện rộng dựa trên cái địa mạo và địa chất thôi. Như vậy thì thấy rằng là những cái việc cần làm tiếp theo là cái bản đồ nguy cơ sạt lở mà dựa trên cái địa hình, địa mạo và cấu trúc địa chất một cách nó chi tiết cụ thể hơn. Ngoài ra, công tác chuyển giao bản đồ cho địa phương cũng còn bất cập. Với những bản đồ đã hoàn thiện, việc bàn giao cho địa phương và cách thức sử dụng như thế nào, chính những người làm ra bản đồ cũng không nắm được. Các nhà khoa học thì mới chỉ quan tâm được một cái việc, tức là tôi làm xong, tôi chuyển giao. Còn gọi là chưa thực sự là để ý là cái nhất là địa phương người ta có hiểu được mấy cái sản phẩm đấy không. Là một quốc gia thường xuyên đối mặt với thiên tai mưa bão, Việt Nam có tới 37 tỉnh vùng núi có diện tích tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Việc tìm đủ chỗ ở an toàn tương ứng là rất khó. Do đó, việc sử dụng bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở để cảnh báo sớm, kịp thời sơ tán dân trước những tình huống mưa lũ vô cùng cần thiết. Có ý kiến cho rằng những nơi nguy cơ cao thì cần phải thêm những bản đồ phân vùng chi tiết, diện hẹp ở tỷ lệ 1/10.000 để có thể cảnh báo chính xác tới từng điểm dân cư. Thưa quý vị, vật lý trị liệu phục hồi chức năng giữ vai trò quan trọng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, giúp người bệnh phục hồi lại các chức năng do bệnh lý gây ra như là tai biến mạch máu não, gãy xương chân xương tay sau phẫu thuật và một số bệnh lý liên quan đến thần kinh khác. Từ đó thì giúp người bệnh hòa nhập với cuộc sống, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Theo báo cáo từ các bệnh viện có khoa vật lý phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, thì có đến 85% bệnh nhân phục hồi từ 50% đến gần như là hoàn toàn các chức năng của cơ thể sau một quá trình tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, để có được hiệu quả trên, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì, nỗ lực trong thời gian dài. Chia sẻ hôm nay, hy vọng sẽ góp thêm động lực cho mọi người vững tin hơn trên hành trình phục hồi chức năng của mình sau khi điều trị bệnh. Trong quá trình làm việc, ông Lê Hoàng Dũng ở huyện Xuyên Mộc bị rách sụn viền phía bên vai phải và phải phẫu thuật. Sau phẫu thuật, ông được bác sĩ yêu cầu tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng cho vai và tay phải. Kiên trì tuân thủ yêu cầu của bác sĩ, sau nửa tháng với hai đợt tập, cơ tay và vai của ông Dũng đã có tiến triển tốt. Tôi là bị rách cái sụn viền vai phải, thì sau đó là xin lên đây điều trị được 15 ngày. Hiện nay là các cơ là của cái tay là co bóp được rồi, nhưng mà về cái cơ hoạt động là giờ lên còn yếu, do đó là chưa giờ tay lên được. Tình hình là sức khỏe tương đối là tiến triển khá luôn trước khi vào đây. Cách đây hơn một năm, bà Nguyễn Thị Thu Vân ở thành phố Bà Rịa bị đột quỵ. Dù được cứu sống, thế nhưng do di chứng để lại, bà Vân bị liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Được các bác sĩ hướng dẫn đồng viên, bà Vân kiên trì từng ngày tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Do đó, sau gần một năm, bà Vân đã có thể đi lại, tự phục vụ mình mà không cần đến người thân như trước. Hiện giờ, bà Vân vẫn tích cực vào bệnh viện Bà Rịa để tập luyện nhằm tăng cường thêm sức khỏe cho bản thân. Chưa được cô đi cũng được, cô ngồi sẽ lặng. Dạ, có thể được. Dạ, cô có thể đi được rồi. Mỗi ngày cô thích vô thì thấm. Theo Bệnh viện Bà Rịa và Y học cổ truyền, hai cơ sở y tế đang có số bệnh nhân tập vật lý trị liệu đông nhất của tỉnh, thì có đến 85% bệnh nhân vào điều trị sẽ phục hồi được các chức năng của cơ thể sau quá trình kiên trì tập vật lý trị liệu. Và mức độ phục hồi các chức năng của bệnh nhân dao động từ 50% trở lên so với trước khi bị bệnh. Hiệu quả của phục hồi chức năng thì không thể bàn cãi rồi. Tại vì phục hồi chức năng nó là một cái khâu sau của tất cả những cái bệnh cấp tính mà giải quyết ban đầu. Thì cái bệnh nhân mà điều trị phục hồi chức năng hoặc vật lý trị liệu đó là họ sẽ theo cái vật lý trị liệu này thời gian rất là lâu so với những cái bệnh cấp tính. Ví dụ những ca mổ vì gãy xương gì, ta mổ chỉ trong vòng 1-2 ngày là xong. Nhưng mà nếu mình kịp thời mình có cái hướng dẫn của tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn lại. Sau này nó không để những cái di chứng thứ phát cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ, để phục hồi các chức năng cho các bệnh lý sau điều trị chấn thương, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì tập luyện trong thời gian dài. Tuy nhiên, do một số người bệnh hoặc chưa thật sự tin tưởng vào vật lý trị liệu hoặc chưa đủ kiên trì với hoạt động này nên đã để lại những di chứng không mong muốn. Nhưng mà cái ý thức thì bây giờ bệnh nhân cũng còn rất là ít. Thứ hai nữa là cái sự phối hợp của các bác sĩ thì cũng còn tương đối là chưa có đầy đủ. Rồi nó có một số bệnh nhân người ta cũng vẫn để lại một số di chứng nhất định sau khi mà thực hiện điều trị cái bệnh hay là mổ xẻ gì đó, thì sau này người ta bị những cái thương tật thứ cấp. Như là tay chân không có thể cử động bình thường được, cái biên độ nó không có đầy đủ như bình thường. Rồi sau đó nó bất tiện trong sinh hoạt thì người ta bắt đầu người ta mới vô tập vật lý trị liệu, thì lúc đó người ta trả cái thời gian rất là dài, có khi tính bằng tháng, bằng quý chứ không có thể nào mà ngắn được. Hoạt động vật lý trị liệu phục hồi chức năng không chỉ giúp cho người bệnh phục hồi lại những chức năng của cơ thể mà còn góp phần ngăn ngừa và phòng chống tình trạng tái phát bệnh sau điều trị, duy trì sức khỏe lâu dài, ổn định, sống vui khỏe với gia đình và những người xung quanh. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng để được hướng dẫn tập luyện nhằm phục hồi sức khỏe của mình một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Dòng thông tin thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với những cập nhật về giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá lúa gạo hôm nay tại giờ gạo đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Cụ thể, giá gạo IR504 và gạo OM5451 dao động ở mức 9.150 đồng đến 10.950 đồng một ký.
Tại An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, giá lúa trong tuần qua đã tăng từ 300 đến 500 đồng một ký so với đầu tháng. Hiện người dân đã thu hoạch gần xong vụ thu đông nên nguồn cung cạn dần. Nhiều kho không có đủ hàng để bán đã đẩy giá lúa gạo đều tăng. Hôm nay, giá rau củ giảm nhẹ từ 2.000 đến 3.000 đồng so với ngày hôm qua. Cụ thể, giá bông cải trắng, bông cải xanh 62.000 đồng một ký, mồng tơi 40.000 đồng một ký, bí đỏ 35.000 đồng một ký, củ cải trắng 40.000 đồng một ký, giảm 2.000 đồng một ký, bắp cải tím 40.000 đồng một ký, rau muống 35.000 đồng một ký, cà chua 35.000 đồng một ký. Các thương lái cho biết thị trường chậm lại là nguyên nhân khiến giá cả các mặt hàng đều giảm. Trong khi đó, giá heo hơi đồng loạt tăng nhẹ trên 3 miền. Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc tăng nhẹ từ 1 đến 2 giá, lên 68.000 đồng một ký. Giá heo hơi miền Trung cũng tăng từ 1 đến 2 giá tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, lên mức 72 đến 73.000 đồng một ký. Heo xuất chuồng toàn vùng này đang ở mức khá cao, từ 68.000 đến 74.000 đồng một ký. Tuy nhiên, giá heo hơi cao nhất cả nước vẫn là miền Nam, hiện đang dao động từ 76 đến 77.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10 tháng 11, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12, nên nhiều vùng biển cả nước vẫn đang mưa dông, kèm theo gió giật mạnh, trong đó có vùng biển khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo cảnh báo của các cơ quan khí tượng, thời tiết biển trong những ngày tới xấu, nên bà con ngư dân cần lưu ý và tránh vùng biển từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 114 độ kinh Đông. Khu vực đất liền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có mưa rào và dông rải rác. Khu vực ven biển có gió mạnh tới cấp 4, cấp 5. Hôm nay nền nhiệt trong tỉnh có giảm nhẹ, thấp nhất từ 24 tới 26 độ, cao nhất từ 30 tới 32 độ. Sáng sớm và đêm thời tiết mát mẻ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ. Độ ẩm tương đối 71 đến 88%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 82%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đổi hướng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 11 năm 2020, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút, thấp nhất 180cm xuất hiện lúc 14 giờ. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo. Một lần nữa chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và may mắn.